Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả. Một lá thư Thi Nhung nhận vào ngày 18 tháng 1 của cùng một cái vị khán giả mà cái lần trước mình phát sóng, nhưng mà Nhung được nói tên, nhưng mà cái lần này câu hỏi khác thưa quý vị. Đó là: thưa cô Hồ Quang, tôi có một người em gái đi làm trên 12 năm nhưng mà vẫn chưa đủ 40 tín chỉ, với lý do đó là chủ không có trả bằng W2 và người khai thuế của dì ấy không có khai để đóng thuế Medicare cho dì ấy trong vài năm. Nay, dì ấy bước vào tuổi 65 vào tháng 9, lại mang bệnh tiểu đường loại 2 trên 6 năm. Hoàn cảnh thì không có chồng, không có con, không có nhà cửa, chỉ ở nhờ nhà của chị em. Có làm giúp cho người chị nên được trả khoảng 750 cho đến 800 mỗi tháng, có đóng thuế và đủ chi tiêu cho cá nhân. Đã có trên 30 tín chỉ, không đủ hợp lệ để xin Obamacare, không đủ chi phí để trả tiền thuốc và khám bệnh. Mắt của dì ấy có vấn đề, phải điều trị bằng tia laser nên chi phí bác sĩ rất cao. Câu hỏi của tôi là dì ấy có hợp lệ để xin SSI hay không? Để dì ấy có Medicaid. Cảm ơn cô Hồ Quang. Thứ nhất là vị này đã được 65 tuổi. Thì trên nguyên tắc, nếu đã đi làm được 12 năm là mình đã có đủ cái số tín chỉ tối thiểu. Tại vì tín chỉ tối thiểu là người ta thường nói là 40 tín chỉ, thì quy ra là 40 tín chỉ là 10 năm làm việc. Nhưng mà tôi tiếc rằng cái người em của bà không có được cái số tín chỉ. Nhưng mà bà thiếu một chi tiết không có chia sẻ đến chúng tôi, là không biết cái người em của bà có là công dân Hoa Kỳ hay chưa. Nếu đã là công dân Hoa Kỳ thì cái quốc tịch Hoa Kỳ đó nó giải quyết tất cả mọi vấn đề. Quốc tịch Hoa Kỳ thì cái người em của bà tuổi 65 có thể xin cái tiền cho người tuổi trên 65 và sẽ được hưởng SSI cùng Medicaid. Trong trường hợp người em bà chưa là công dân Hoa Kỳ thì phải chờ cho đến khi có công dân Hoa Kỳ, hoặc chờ cho đến khi nào mà có được cái con số 40 tín chỉ an sinh xã hội. Thì mặc dù biết là số lượng thơ rất nhiều, tôi cố gắng đi rất nhanh để trả lời. Tuy nhiên, nhân đây là một cái câu chuyện mà tôi thấy rằng tôi xin mượn làn sóng này để chia sẻ đến quý vị. Đôi khi đó mình đi làm những cái công việc mà chẳng hạn như quý vị đi làm việc ngành nail thì chủ nhân không có làm cái W2, không có phát lương mình mỗi tuần rồi trừ thuế an sinh xã hội cũng như thuế Medicare cho mình, và tới cuối năm thì phát cho mình cái mẫu gọi là 1099, coi như mình làm chủ cái công việc của mình. Với cái số tiền 1099 đó thì mình đóng cái vai trò là vừa là công nhân vừa là chủ nhân. Thì đến khi mình đi khai thuế, thông thường mình thấy được cái lợi trước mắt là những vị khai thuế nó cái tiền này thì không bao nhiêu, chúng tôi sẽ giúp cho ông, giúp cho bà khai thuế với những cái deduction, những cái miễn trừ vân vân. Thì cuối cùng chính phủ sẽ trả tiền thuế lại cho bà, chứ không, bà không có cần phải đóng thuế cho chính phủ. Và khi chính phủ đóng thuế lại, hay là những cái cơ sở thương mại mà mình mở ra, mình mở tiệm phở, thì mình nói trời ơi, cái năm đầu tiên này là lỗ không mà không có lời. Thì nếu lỗ thì mình đâu có đóng vào cái quỹ thuế thu nhập, hay là mình không có đóng thuế an sinh xã hội. Thì có thể thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà đường về dài, như cái trường hợp của người em gái của bà, nếu mà mình trong 12 năm qua mình vẫn đều đặn đóng thuế. Ở đây không có nghĩa là vì mình không có W2 là mình không có đóng vào quỹ an sinh xã hội được. Nếu mình chấp nhận là mình đừng có trừ tiêu hành tỏi ớt, business expense ra nhiều quá trên cái thu nhập của mình, thì mình sẽ có được một cái thu nhập hàng năm. Và dựa trên cái thu nhập hàng năm đó, mình đóng vào cái quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare. Thì cho dù 1099, mình vẫn có thể tạo được tín chỉ an sinh xã hội. Thì cũng nhân câu chuyện này, tôi xin nhắc nhở, nhất là những vị mà tự làm chủ cái công việc của mình, nên lưu ý vấn đề này. Ở đây cũng có một cái câu ở trong lá thư này ghi là đã có trên 30 tín chỉ và không có đủ hợp lệ xin Obamacare. Thì Thi Nhung thấy rằng, ủa, trong này đang có thu nhập thấp mà tại sao mình không có đủ điều kiện để mình xin Obamacare, thưa cô? Chứ nhiều khi thu nhập thấp quá không xin được.
À, vậy hả cô? Rồi, và Thi Nhung cũng hy vọng là quý vị nghe được câu trả lời từ cô Angie Hồ Quang. Một lá thư khác Thi Nhung nhận vào ngày cũng 18 tháng 1 luôn bằng email. Kính chào chị Angie Hồ Quang, tôi tên là Thúy Nguyễn, sinh năm 1960. Lúc mà tôi tới Mỹ là lúc nhập quốc tịch Mỹ. Tôi đã khai là sinh năm 1961, tức là nhỏ hơn tuổi thật 1 tuổi. Khi tôi về hưu sớm năm 2015, tôi đã đem giấy khai sinh của tôi gửi từ Việt Nam qua để điều chỉnh lại cho đúng với tuổi trong khai sinh. Sau khi trình giấy khai sinh, tôi chỉ được điều chỉnh năm sinh lại cho đúng ở Social Security Office và ở sở làm, nơi tôi đã làm việc gần 30 năm. Còn ở sở di trú Mỹ, nơi cấp US Passport và California Driver License thì không cho tôi sửa năm sinh, dù tôi đã trình giấy khai sinh gửi từ Việt Nam cho họ xem xét. Sở di trú cho biết khi tôi nhập quốc tịch Hoa Kỳ thì đã tuyên thệ rồi, thì không thể sửa đổi sau hơn 35 năm. Nơi cấp passport và driver license thì căn cứ vào data của sở di trú, chứ không dựa vào data của Social Security Office. Do vậy, tôi có hai năm sinh khác nhau. Thứ nhất, đó là năm 1960 tại Social Security Office, tại IRS và tại sở làm. Thứ hai, đó là tôi sinh năm 1961 ở US Citizenship Certificate, US Passport và California Driver License. Tôi đang sống ở California và từ lúc 55 tuổi 3 tháng, tức là vào tháng 1 năm 2016, đã lãnh tiền pension từ công ty tôi làm gần 30 năm. Tôi định lãnh tiền an sinh xã hội lúc tôi 62 tuổi. Vậy thì Social Security Office sẽ dựa vào data là tôi sinh năm 1960 hay là 1961, họ dựa vào cái quyết định nào để quyết định là cái lúc tôi đủ 62 tuổi? Và hiện nay như bà trình bày đó, là cái năm sinh của bà trên cái hồ sơ an sinh xã hội là 60, thì cơ quan an sinh xã hội sẽ dùng cái năm sinh mà bà đã có trên hồ sơ an sinh xã hội để tính cái tiền hưu của bà. À, vậy là năm 1960. Dạ vâng. Rồi, tiếp theo một câu hỏi nữa thì Nhung cũng nhận vào ngày 19 tháng 1. Thưa cô Hồ Quang, hiện tại tôi ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. Xin được hỏi là những người đã có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc không có quốc tịch Hoa Kỳ thì phải có đi làm và phải khai thuế thu nhập hàng năm thì mới ghi danh được 65 tuổi ở an sinh xã hội phải không? Nếu không có đi làm và chưa bao giờ đóng thuế cho chính phủ thì không được hưởng phúc lợi phải không? Cảm ơn bà. Ở đây thì chúng tôi muốn nói đến quyền lợi và trợ cấp. Nếu một người cho dù là thường trú nhân, không phải là công dân Hoa Kỳ mà có đi làm trên 40 tín chỉ, đến cái tuổi hưu vẫn có thể lãnh quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, không đòi hỏi phải có công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu cái vị này không có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, vẫn là thường trú nhân thì không được lãnh tiền hưu cũng như không xin được cái trợ cấp SSI. Còn cái nữa đó là ông này hỏi là nếu không có đi làm và cũng chưa bao giờ đóng thuế cho chính phủ luôn thì không được hưởng phúc lợi phải không? Dạ đúng rồi. Thưa bà, tôi sinh ngày 8 tháng 8 năm 1953. Tôi đã có quốc tịch. Tôi đã đi làm và đóng thuế 12 năm. Nhưng mà vào tháng 6 năm 2018, khi tôi đến Sở An sinh Xã hội xin Medicare, thì họ nói là tôi tới tháng 10 năm nay cho đủ 40 quarter rồi xin tiền hưu và xin Medicare luôn. Tôi cũng hỏi họ là tôi có Obamacare, nếu mà không mua Medicare có bị phạt không? Họ trả lời là không. Xin bà xem việc là xin của tôi có thiếu sót gì không. Như vậy tới tháng 10 năm 2019 tôi có thể xin tiền hưu, tiền SSI bởi vì tôi có thu nhập thấp. Và bên cạnh những tiền đó thì tôi có xin Medicare phần A, B, D được không? Hiện tại tôi đã ly dị vợ, có một xe, nhà thì hiện vợ tôi đứng tên. Bây giờ thế này nhá, ông cho biết là ông đã đi làm trên 12 năm. Khi mà mình nói đi làm trên 12 năm thì trong cái suy nghĩ mà chúng ta thường trao đổi với nhau, làm trên 10 năm là đủ đô rồi. Dù vậy,
mỗi một năm vẫn có cái quy định mình phải làm bao nhiêu thì mình mới tạo được một tín chỉ. Trong năm 2019, Sở An sinh Xã hội tính là tới tháng 10 năm 2019 thì mới đủ 40 cái tín chỉ. Trong năm 2019, nếu mà mình làm được 1.360 đồng một tam cá nguyệt thì mình mới tạo được một tín chỉ. Thì như vậy, mình nói một cách rất là nôm na, trong năm 2019 thì phải 1.360 đồng nhân 4. Trong trường hợp, ở trong quá khứ, người ta thí dụ như trong 10 năm trước đó, người ta đòi hỏi là một tín chỉ là phải có 1.200. Thì ông cũng làm suốt một năm vậy, nhưng mà mình làm có 3.000 trong năm đó. Thì 3.000 trong năm đó mình nghĩ rằng mình làm đủ nguyên một năm, nhưng mà mình chưa tạo được cái số tín chỉ tối đa trong năm đó. Thì nhìn theo cái con số thu nhập của mình để Sở An sinh Xã hội nhận định rằng mình có đủ số tín chỉ hay không, thì có thể trong 12 năm qua có những năm mà ông làm ít ít đó, cái ít ít đó nó ảnh hưởng đến cái số tín chỉ mà ông tạo được. Vì vậy người ta nhìn, người ta mới nói là tới tháng 10 năm 2019 ông mới đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội. Tại sao tháng 10? Kính thưa ông, một năm có 4 tam cá nguyệt, và tam cá nguyệt thứ nhất bắt đầu từ tháng Giêng, gồm có tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Tam cá nguyệt thứ nhì gồm có tháng 4, tháng 5, tháng 6 là của đệ nhị tam cá nguyệt. Tam cá nguyệt thứ ba là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Rồi cái tam cá nguyệt cuối cùng là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thì nếu mà tới tháng 10, ông ngược dòng thời gian, ông đếm mà ông nhân được 1.360 đồng nhân cho 4 ở thời điểm tháng 10, là ông đủ 4 tín chỉ trong năm 2019. Thế Nhung nhận thấy là thời lượng phần 1 của mình cũng đã hết giờ rồi. Và Nhung mong là quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.